các bạn xin chào quý các bạn trên hình bạn thể thấy là camera máy ảnh của HTC U11 đây là cam trước của nó này khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần camera máy ảnh của HTC U11 lỗi hỏng cần địa chỉ thay mới camera máy ảnh sửa lỗi hỏng camera máy ảnh trên HTC U11 quý vị các bạn vui lòng liên hệ 096 134534 di động cao cấp chấm men có đầy đủ tất cả linh kiện trên HTC U11 nói chung và camera máy ảnh của máy nói riêng thay mới bị các bạn khi cần Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động có cấp chấm Chúng tôi tiến hành thay mới camera máy ảnh Sửa lỗi hỏng camera máy ảnh cho HTC U11 Nhanh chóng, an toàn và tiện lợi Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn Quý vị các bạn vui lòng liên hệ 096 134 Để kỹ thuật viên tại di động cao cấp chấm Tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết quý các bạn Xin ơn quý vị các bạn đã xem video Tại di động cao cấp chấm về cấp link phụ kiện của HTC U11 hàng đầu hiện nay Xin ơn quý vị các bạn